Xin chào mọi người, hôm nay Quân sẽ giới thiệu với mọi người đây là ba dòng máy thái thịt sống, thịt tươi, thịt sống đấy. Thì hiện tại nó đang có ba kích cỡ khác nhau và hôm nay chúng tôi sẽ thử luôn để cho mọi người xem. Thì đầu tiên là sẽ có một con thái thịt khung inox nhé mọi người nhé. Con này motor cực khỏe, 850W, vòng tua là tua chậm 1350 vòng trên phút, cực kỳ khỏe với cái độ mỏng là 2 ly. Sau đó con này là 3 ly rưỡi và đây là cái cửa kết hợp giữa hai con kia, là một cửa 2 ly và một cửa 3 ly rưỡi. Đây là cái này sẽ trong những trường hợp mà anh chị là muốn vừa, lúc thì cắt mỏng, lúc thì cắt dè. Đấy, thì hôm nay sẽ làm cái clip về con 2 ly này và con 3 ly rưỡi này để cho mọi người biết rằng cái công dụng của nó như thế nào. Đây là một số cái thành phẩm bên trên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực tế để cho mọi người quan sát nhé. Trước hết về phần nguyên liệu đây mọi người có thể xem nhé, mình sẽ làm từng cái một. Về cái này là mọi người cắm điện vào và có cái công tắc bên đằng sau này. Chúng ta sẽ bật lên và chúng ta sẽ bắt đầu. Trước hết đây là cái phần giò này, nó thái rất mỏng, chúng ta sẽ thả xuống nha mọi người nhé. Cái chiều ví dụ như mọi người thả chiều dài này thì nó sẽ ra là hình thức dài và chiều ngang nó sẽ ra là hình thức ngang này. Cho mọi người xem qua đã. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến với cái phần đây. Đây là miếng 3 ly này, 3 ly rưỡi này. Vì hiện tại nó đang là dầu mỡ thế nên nó đen là phải. Dầu mỡ để đảm bảo máy móc. Đây là 3 ly rưỡi này, còn đây là 2 ly này. Mọi người có thể quan sát 2 ly và 3 ly rưỡi. Thường thì anh chị em ở bên phở nước ấy thì người ta sẽ mua cái dòng này chan vào phát để thái như là bò ấy, lát nữa mình sẽ thái lát bò là mọi người sẽ hiểu. Đây là 3 ly rưỡi. Bây giờ là nói chung là mình sẽ đi làm ào ào luôn nhá. Anh chị em chú ý nhá. Làm ào ào luôn này, nhanh lắm này. Chúng ta đã có, đây là giò chả này. Tiếp theo đến là tất cả các cái phụ kiện như thế này luôn. Mọi người quan sát thật nhanh nhá. Đây là miếng thịt bò này. Đây là miếng ức gà này. Thịt lạc lợn này. Đây là miếng thịt lạc của ba chỉ có cả phần da này. Ngoài ra thì nó có thể là thái được những cái vật mỏng mỏng nhẹ nhẹ như thế này này. Đây hiện tại nó đang là đồng hương này. Mọi người cũng muốn thái nó cũng đơn giản luôn. Chuyên sâu vào cái thành phẩm nhé mọi người nhé. Chúng ta sẽ đi vào thành phẩm của cả hai loại này. Đây là bên 3 ly rưỡi này, đây là bên 2 ly này. Đây, mọi người có thể quan sát cái độ mỏng của bên này nó sẽ mỏng hơn, đây nó sẽ dài hơn này. Đấy. Ngoài ra thì tha hồ đi. Cái da này, cái riêng mọi người lưu ý nhé, cái miếng ba chỉ này, cái phần da này mỏng thì còn được, chứ còn dày hơn là mình không đảm bảo cho cái máy đâu. Đây là 3 ly rưỡi này. Đấy. Về phần ức gà này. Đây là về phần thịt bò này. Đây là 3 ly rưỡi. Đấy, mọi người nhìn thấy 3 ly rưỡi chưa? Còn cái con bên 2 ly này này, chan vào phát là chín luôn. Giống như ở ngoài quán ấy, người ta xải lên như thế này này, xong chan vào phát là chín luôn hết. Chín hết. Đấy, bên phở nước lưu ý nhá. Bên phở nước cực kỳ lưu ý đến con này nhá. Mỏng dính luôn ý. Ngoài ra có thể thái được nhiều hơn thế nữa. Sẽ có thêm một số khách hàng họ yêu cầu là thái sợi và thái hạt lựu ấy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn luôn mọi người nhá. Hướng dẫn luôn này. Thì thường thường thái sợi hay là thái hạt lựu là họ sẽ mua đến cái dòng máy 3 ly rưỡi là chính. Thì ở đây
với một cái ví dụ, đây là thịt bò này, vừa chúng ta thái một phát thì nó ra thành lát mỏng này, chúng ta sử dụng luôn nhé. Nhưng mà khi mình cho vào ấy là mình phải xoay chiều phù hợp với con dao để nó sẽ cắt thành hình sợi. Bây giờ đang như này nhé, chúng ta bật điện này. Đây nhá mọi người nhá, tôi đang làm hướng dẫn mọi người. Nó hình thức nó ra thành sợi như thế này này. Hiện tại nó đang là sợi đúng không? Đây là đang thành sợi nhá, thành sợi dài. Thì sợi cố gắng mua loại 3 ly rưỡi này, chứ mua loại 2 ly kia mỏng quá mỏng luôn. Nhưng mà vẫn làm để cho mọi người tham khảo. Muốn thái thành hạt lựu, chúng ta lại cầm như thế này, thả tiếp một chiều hướng khác thì nó sẽ ra thành hạt lựu. Mọi người quan sát này. Đây, nó đang gọi là tạp phế lù quá. Nhưng mà đây là video clip demo để cho mọi người biết cái tính năng của nó thôi. Đây mọi người, nó sẽ ra được hạt lựu như thế này. Đấy, nó sẽ ra được hạt lựu kiểu dạng như thế này nhá. Rồi còn thêm một cái hướng dẫn mà mọi người hay hỏi, thì mình cũng trình bày luôn trong một cái clip cho mọi người dễ hiểu nhất luôn nhá, là về phần vệ sinh máy như thế nào. Trước hết ở phần bên trên này nó sẽ có hai con ốc, chúng ta sẽ phải tháo ra. Lưu ý là tháo ra nhé, dùng cái vít như thế này này, tặn ra một bên này. Đây là phần cấu tạo bên trong, có thể cho mọi người xem luôn cấu tạo của nó. Cái phần motor thì nó đã ở bên này rồi, nó đã được bọc kín kia các thứ cẩn thận rồi. Thì khi nào mình vệ sinh ý, thì mình tháo ra như thế này và bật máy lên, sau đó xối nước vào đây nhá. Xối nước vào đây này, có sử dụng cả hai cái lược này nữa, lắc đi lắc lại để cho nó rụng hết tất cả các cái vụn thức ăn xuống. Rồi thì khi nó sạch rồi thì mọi người rút cả hai cái lên nhá, xong vệ sinh nốt cái lược. Đấy, đơn giản không? Cứ dội nước vào đây không vấn đề gì, motor được bảo vệ rồi. Dội thẳng vào đây này, tháo ra, đơn giản. Nhớ là trong cái quá trình này mình bật điện lên, dội nước vào. Thế thôi, lưu ý đừng có thò tay vào đây nhá, cái này cực kỳ nguy hiểm đấy. Cái này nó sắc lắm, nó không đùa đâu. Đấy, anh chị em mà có cái nhu cầu tìm hiểu về các cái dòng máy này, hoặc là các cái dòng máy bên mình đang phân phối, vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên video hoặc vào website máythựcphẩmhoangquân.com. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.